tiến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam, VFF sắp có thầy ngoại. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam sau hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, tiếp tục dẫn dắt các đội trẻ khác theo phân công của VFF. U23 Việt Nam kết thúc hành trình vòng chung kết U23 châu Á với thành tích vào tứ kết. Sau giải đấu này, ông Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam theo đúng giao kèo với VFF. Sắp tới, chiến lược gia người Khánh Hòa tiếp tục được VFF giao nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển trẻ khác. Chia tay ông Hoàng Anh Tuấn, VFF nhiều khả năng bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và cả U23 Việt Nam trong tháng 5. Tân thuyền trưởng của tuyển Việt Nam là một huấn luyện viên nước ngoài. Trước tháng 6, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với huấn luyện viên mới nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2026, gặp Philippines vào ngày 6 tháng 6 trên sân nhà và gặp Iraq ngày 11 tháng 6 trên sân khách. Một lãnh đạo của VFF cho hay. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn khẳng định là U23 Việt Nam chưa hết sức tại giải U23 châu Á 2024, đồng thời khen ngợi tinh thần quyết tâm và phát huy sức mạnh tập thể trong bất cứ hoàn cảnh nào của các cầu thủ. Tôi nghĩ là việc U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết là vừa với khả năng và thực lực. Ở một số trận đấu cụ thể, tôi có tiếc nuối. Mỗi trận đấu từ việc gặp Kuwait, Malaysia, Uzbekistan hay Iraq đều đem đến một sắc thái riêng, tạo nên cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ. Ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Chiến lược gia người Khánh Hòa cho biết là U23 Việt Nam gặp khó khăn ở những trận đấu nhưng sau đó đội rút ra được nhiều bài học và lối chơi tốt dần lên. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng không gặp may mắn từ các quy định của trọng tài. Rõ nhất là tình huống Quan Văn Chuẩn không đáng bị phạt đền đến quả 11m oan nghiệt ở trận thua Iraq. Ở những trận đấu đầu tiên, lối chơi của Việt Nam chưa hoàn chỉnh, mắc nhiều sai số và lỗi kỹ thuật, chúng ta gặp những thẻ phạt không đáng có. Ngoài ra, tôi khá tiếc về một số quyết định của trọng tài đã dẫn đến kết cục trận đấu chuyển hướng không như mong đợi. Ví dụ như tình huống phạm lỗi của Văn Chuẩn với cầu thủ U23 Iraq. Nếu như trọng tài sáng suốt và mạnh mẽ, pha bóng đó có thể không thổi phạt đền với U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn nói. Dẫu sao, tôi tin rằng các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều. Từ trước trận đấu tứ kết với Iraq, tôi đã nói rằng đội bóng sẽ thể hiện bộ mặt khác. Và quả thực thì điều này đã xảy ra. Thái độ chơi, tinh thần thi đấu, lối đá và đấu pháp đều được thể hiện tốt. Tôi thấy các cầu thủ chơi cởi mở, đẹp mắt và quyết tâm. Thuyền trưởng của Việt Nam chốt lại. Chiều hôm 28 tháng 4, đội Việt Nam về tới sân bay Nội Bài của Hà Nội, khép lại hành trình vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sau khi về nước, các cầu thủ lập tức trở lại câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị cho Cúp Quốc gia và V-League 2023-2024. Trận đấu sớm nhất của vòng đấu tứ kết Cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC với Đà Nẵng diễn ra vào lúc 19h15 ngày 28 tháng 4 trên sân vận động Hàng Đẫy. Tranh luận tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam kiêm nhiệm U23. Việc huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam sau chiến dịch U23 châu Á theo thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Việt Nam được cho là dọn đường cho một huấn luyện viên ngoại kiêm nhiệm hai đội tuyển như trong quá khứ. Câu chuyện kiêm nhiệm từng là chủ đề gây tranh luận mỗi khi VFF tuyển huấn luyện viên trưởng và nay lại được xới lại khi mà tân huấn luyện viên dự kiến được công bố trong tháng năm nay. Nhìn sang các nền bóng đá phát triển, kiêm nhiệm bị xem là bất cập. Thất bại mới đây của Hàn Quốc được truyền thông nước này chỉ ra là do huấn luyện viên trưởng Wang Sun-hong phải kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup lẫn U23 đá giải châu Á săn vé Olympic. Nhưng ở phạm vi Đông Nam Á, ngoại trừ Thái Lan vài năm trở lại đây bắt đầu phần nhiệm, chọn một thầy ngoại dẫn đội tuyển quốc gia còn U23 giao cho thầy nội, thì còn lại đều chọn thầy ngoại rồi giao kiêm nhiệm. Việc này lý giải là để xứng với khoản kinh phí lớn mà các liên đoàn phải bỏ ra, mặt khác là tạo sự thống nhất và xuyên suốt từ U23 đến đội tuyển quốc gia. Với bóng đá Việt Nam thì việc kiêm nhiệm hai đội tuyển gần như là điều khoản đóng đinh trong hợp đồng mỗi khi VFF thuê thầy ngoại. Thế nhưng ngoại trừ ông Park Hang-seo thành công, các huấn luyện viên còn lại hoặc chỉ thành công với một đội tuyển, hoặc là thất bại cùng cả hai khi mà vừa say lúa vừa với em. Sau thất bại ê chề của đội tuyển Việt Nam tại AFF 2012 thì ông Phan Thanh Hùng cay đắng từ nhiệm. Phó chủ tịch của VFF khi đó là ông Lê Hùng Dũng thừa nhận VFF sai lầm khi để cho ông Hùng đảm đương quá nhiều công việc đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ Hà Nội dẫn đến quá tải và thiếu hiệu quả. Nhìn sang các nước láng giềng thì ông Kiatisak của Thái Lan trước đây hay huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indo hiện tại đang là hai cái tên hiếm hoi gặt hái thành công trong vai trò kiêm nhiệm như là ông Park Hang-seo. Điểm chung giúp cho họ thành công đó là nhờ nắm trong tay lứa cầu thủ tốt, được đào tạo bài bản hay ăn tập cùng nhau và thấm nhuần triết lý huấn luyện viên qua nhiều năm làm việc. Phân tích để thấy được việc kiêm nhiệm hay là chuyên trách nhiệm không phải là căn nguyên trong thành công hay thất bại của một huấn luyện viên.
Cấp 1 thì mới gột nên hồ nếu như không quan tâm chăm chút, tạo ra các lứa cầu thủ chất lượng ghế cận như Thái Lan đã và đang làm rất tốt thì huấn luyện viên dù có hồ sơ đẹp, chỉ chuyên trách một đội tuyển cũng rất khó để có thể thành công. Cựu phó chủ tịch của VFF kiêm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008-2018, ông Dương Vũ Lâm cho rằng đây là lúc các đội tuyển Việt Nam hướng đến sự chuyên biệt, thử thách các huấn luyện viên nội ở đội U23 dự phòng cho huấn luyện viên ngoại ở đội tuyển quốc gia. Các huấn luyện viên ngoại trước đây làm việc tại Việt Nam phải kiêm nhiệm hai đội tuyển. Tôi cho rằng đã đến lúc cần phải thay đổi. Bóng đá ngày nay không còn giống như trước. Giờ là lúc mà chúng ta cần phải tách biệt hai đội tuyển này. Vị trí huấn luyện viên đội U23 cũng như là các đội tuyển trẻ nói chung nên giao cho huấn luyện viên nội. Còn vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia giao cho huấn luyện viên ngoại. Thuê hai huấn luyện viên cùng lúc như thế này cũng không tốn kém vì lương của các huấn luyện viên nội không cao. Dương Vũ Lâm góp ý. Đội tuyển U23 Việt Nam lặng lẽ về nước. Chiều hôm 28 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội sau khi kết thúc cuộc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, mặc dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị cũng như là gặp khó khăn về mặt lực lượng khi mà một số chủ lực như Đình Bắc bị chấn thương và Quốc Việt bị sốt virus không thể thi đấu. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững được tinh thần quyết tâm và phát huy sức mạnh tập thể để giành vé vào tứ kết. Nhìn lại hành trình của đội, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đánh giá: "Tôi nghĩ là việc Việt Nam dừng bước ở tứ kết là vừa với khả năng và thực lực. Ở một số trận đấu cụ thể, tôi có tiếc nuối. Mỗi trận đấu từ việc gặp Kuwait, Malaysia, Uzbekistan hay Iraq đều đem đến một sắc thái riêng và tạo nên cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ. Từ trước trận đấu tứ kết với Iraq, tôi đã nói rằng đội bóng sẽ thể hiện một bộ mặt khác và quả thực điều này đã xảy ra. Về thái độ chơi, tinh thần thi đấu, lối đá hay đấu pháp đều được thể hiện tốt. Tôi thấy các cầu thủ chơi cởi mở, đẹp mắt và đầy quyết tâm, tạo nên được tính tập thể cao và đoàn kết." Ông Hoàng Anh Tuấn cũng hy vọng sau giải đấu lần này, các cầu thủ khi trở về câu lạc bộ sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để có được cơ hội thường xuyên ra sân thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, các cầu thủ đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp xếp để di chuyển về địa phương và về câu lạc bộ chủ quản. Đội trưởng Quan Văn Chuẩn đã thay mặt các đồng đội gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và giới truyền thông đã luôn theo sát và động viên đội tuyển U23 Việt Nam trong suốt hành trình vừa qua. Mục tiêu của đội đó là cố gắng cạnh tranh vé dự Olympic Paris 2024 nhưng kết quả lại không thành. Tôi rất buồn sau thất bại ở tứ kết và thật khó diễn tả tình huống dẫn đến quả penalty. Nó diễn ra rất nhanh và giải đấu lần này thì cũng là giải đấu cuối trong đội tuyển U23 đối với tôi. Thật khó diễn tả cảm giác lúc này, Quan Văn Chuẩn nói. Trong khi đó, hậu vệ Hồ Văn Cường cũng chia sẻ là trong bóng đá ai cũng có sai lầm. Chúng tôi cũng chỉ mới ở lứa U23, chưa thực sự dày dặn kinh nghiệm và vững vàng tâm lý. Qua giải đấu, các cầu thủ có cơ hội để trưởng thành hơn. Ông Hoàng Anh Tuấn cũng động viên toàn đội, không có gì phải buồn. Hãy tiếp tục phấn đấu cho tương lai phía trước.